Bài này gửi đến hai con poodle nhà tôi. Ok ok ok, và mấy con chó đấy ok, và bố mình bảo là ok, và mày không thích thì ok, tao chặt đá thì ok, dù tao đập phá thì thôi đi. Bố chia hai tiếng theo ra trong buồng cao là ok 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 ok, và mấy con chó đấy ok, và bố mình bảo là ok, và mày không thích thì ok, sơ phụ cây là ok, tên thật của nó là ok, mày lại không biết là ok, để tao giải thích. Nếu không quen biết thì ok, còn nếu quen biết thì ok, còn nếu thân thiết thì kè kè, còn nếu không thích tao ca ca, mấy thằng nhà giàu đi Qatar về nước tao rủ ra aha. Nó lại viết tắt KO, quá lăng tức, bố mình cũng quá lăng tức. Không giấu lại toàn tim cốt, mấy con chó đi nét thì vứt. Cả cái rocket này, thằng nào ngứa mồm lúc freestyle. Cái nối từ nó không đủ câu thì mồm lúc nào cũng đệm. Ok ok, bố mình bảo là ok. Dù tao chặt đá thì ok. Con phúc nhà tao mà biết thông điếu thì lại quá là ok. Ok ok ok, và mấy con chó lại ok. Và bố mình bảo là ok, và mày không thích thì ok. Ra làng lá thì ok, nhìn ra được phá thì ok. Cái ngày thằng chí mà hết bên thái, everybody. Lượt trên mặt nước tao như cơn sóng, chân của tao còn xéo khi Nike của tao đang phóng. Kể từ khi tao bắt đầu rap, không ai nào của tao không nóng. Năm mà trời trong bên đi chết. Cả đàn bà như Drake, em yêu anh thì em kiki. Lên giường tao kể chân đọc sách, chân đi pull my MTV. Cả đời tao tao chết vì flex. Đừng hỏi logic số tăng, có đăng ký vào vô hùa. Thầy rap tôi của năm. Đi được ngày vào ba, nếu không say thì tao lại không uống. Sau khi em vơm bóng, mông em lại cong xuống. Em phải hỏi cái cong thế nào để cho nó chuẩn. Anh tận tay vào hông, em cũng lên nghe anh bỏ cần. Tại sao ai cũng hỏi tại sao tao không đi rap hiện. Còn anh chỉ tao như điên, chỉ đơn giản vì rap tao quá biết. Ơ tao chờ tao là thứ nhất. Sau chiều mấy em gái thứ hai, mới đang chỉ mà muốn được chiếu chiều qua đây. Ok ok ok, và bố mày bảo là ok. Rồi tao chặt đá đi ok. Kể cả khi tao có chuyện thể loại, nó vẫn quá là ok. Bởi vì tao hiểu chuyện ok, không cần phải luyện mà ok. Giải thích được là ok, nó ở trong máu tao ok. 1991, 1060, 1774, chuyện 100 triệu cho tao dạy là nhạc mày rap sẽ ok.